hello xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với kênh youtube của neo trong video ngày hôm nay thì neo sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng sản phẩm có thể nói là Uh, khá là mới đối với mọi người một số bạn sẽ không biết nhưng mà một nên tôi tin chắc rằng một số bạn khác sẽ biết cái dòng sản phẩm này đó chính là cái dòng sản phẩm của cái thương hiệu Insta Natural ha thì mọi người có thể thấy là Neo order rất là nhiều các sản phẩm của Insta Natural bởi vì trước đây Neo có xài thử cái em này rồi và Neo cảm thấy rất là ok cái dạng sample nhưng mà bây giờ cái sample nó xài nó cũng hết mọi người ạ à. nên là mình bây giờ mới bắt đầu order full size thì cái sản phẩm đầu tiên mà Neo xài á đó chính là cái cái sản phẩm retinol moisturizer này đây là một dạng kem dưỡng có chứa thành phần retinol ha đây là cái có thể nói là một trong những cái khiến cho neo ấn tượng mà quyết uh, cho neo quyết định tìm hiểu cái thương hiệu này thì nói sơ về cái insta natural này là một cái thương hiệu mỹ phẩm của mỹ và cái thương hiệu này người ta chuyên tập trung vào các thành phần Huệ hoàn toàn về thiên nhiên và một cái điều đặc biệt và cái sản phẩm này á, họ sẽ không có thử nghiệm trên thực vật ha không có thử nghiệm trên động vật mọi người ạ à. rồi cái thứ ba một cái điều rất là ấn tượng khiến neo chọn cái dòng sản phẩm này để review và chia sẻ với mọi người đó chính là trong một sản phẩm họ sẽ bao gồm rất là nhiều thành phần vàng và rất là nhiều thành phần đẹp trong cùng một sản phẩm đó lý do tại sao mà khi mà mọi người đầu tư một sản phẩm mọi người sẽ không phải mua lắc nhắc nhiều thứ nhiều món ví dụ như vitamin c nè hyaluronic acid nè read extract nè đây là những cái thành phần mà người ta đã nghiên cứu và người ta chắc lọc người ta chiết người ta phân tích và người ta kết hợp lại với nhau người ta bỏ vào một sản phẩm rất là tốt luôn đây là điều ấn tượng và cái sản phẩm mà neo dùng đầu tiên đó chính là cái kem dưỡng có chứa retinol thì nhìn vô bản thành phần á nhìn vô bản thành phần thì ở đây thì nó sẽ có bản thành phần của uh, cái sản phẩm này ha mọi người có thấy là có chứa rất là nhiều cái thành phần thành phần đẹp luôn và cái em retinol này nó sẽ nằm ở vị trí này đây retinol nằm ở vị trí này được chưa tức là nằm rất là xa bản thành phần nên là những cái bạn nào mà lần đầu tiên mà muốn sử dụng retinol thì có thể suy nghĩ tới cái kem dưỡng này bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử cái bao bì cũng như là cái texture của em này ha thì em này là cái dung tích của nó là 100 ml nha mọi người và cái chất của nó sẽ lên da là một dạng cream mỏng rất là mỏng nhẹ luôn đây À, cái này thì neo đang sử dụng ha mọi người neo sử dụng mỗi tối và neo sẽ cho mọi người xem một cái bơm như thế này thì nó sẽ cho ra lượng vừa đủ cho chúng ta để chúng ta sử dụng ha ok rồi bây giờ chúng ta sẽ test thử cái texture của em này nha tạm thời để đây nha mọi người cho mọi người cái texture nè đây cái texture của nó là một dạng cream rất là mỏng nhẹ luôn khi mà cho lên da thì nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh mọi người ạ à. rồi rồi khi mà cho lên da thì mọi người sẽ tán ra, tán đều ra trên da và nó để là cảm giác rất là mát trên da của mọi người luôn. Neo cho hơi nhiều nên là khi mà tán ra thì nó cũng hơi khó khăn. À, khi một cái đầu bơm như vậy thì nó sẽ cho ra cái lượng mà mọi người có thể dùng hết khuôn mặt. Hiện tại thì tay của Neo chỉ có một cái phần rất là nhỏ chỉ phần mà bằng cái khoảng một góc một phần má của, của Neo thôi nên là đây mọi người có thể thấy là khi mà tán ra như thế này thì nó sẽ à, cho cái chất rất là ok ha rất là mịn luôn mọi người một lớp mỏng như thế này có chứa retinol và chúng ta sẽ khóa ẩm lại và chúng ta sẽ không cần phải bôi thêm cái gì nữa hết và chúng ta đi ngủ luôn thì cái bao bì 100 ml như thế này là một cái bao bì rất là nhiều một cái dung tích rất là nhiều thì mọi người có thể à, xài rất là lâu ha mọi người ha ok rồi tiếp theo một cái sản phẩm nữa ôi nó lên da của mình rất là mát luôn mọi người không ngờ nó lên da tay để mát nó như vậy lên da mặt bình thường đã mát rồi ok cái sản phẩm tiếp theo mình neo muốn chia sẻ với mọi người đó chính là cái uh, toner của cái hàng uh, insta natural này thì đây là cái chai thủy tinh ha bao bì hộp của nó sẽ là cái này nè mọi người đây đây là bao bì hộp của nó thì neo để đây sẽ neo sẽ nói luôn thì trong đây nó sẽ có chứa thành phần là vitamin c nè hyaluronic acid niacinamide và msm uh, msm là những cái thành phần mọi người ta thấy là vitamin c nè rất là đẹp luôn đúng không? bây giờ cái điều đặc biệt của cái em toner này nó không chỉ giúp cho mọi người làm sáng da trắng da, nó dưỡng da cho mọi người mà nó còn giúp cho cái da của các bạn nó trông à, đều màu và cân bằng khi mà mọi người rửa mặt xong á, mọi người sẽ à, xịt cái này lên thì có một cái thiết kế rất là đặc biệt của cái em này đó chính là à, người ta sẽ có hai dạng một là nếu các bạn không thích sử dụng dạng xịt cái đầu xịt như thế này thì mọi người có thể thay cái nắp này. Nó tặng luôn cho mọi người cái nắp này ha. Đây, mọi người có thể thấy đây là cái vòi xịt ha. Rồi, mọi người có thể thay cái nắp này mà mọi người cho ra bông tẩy trang cũng được. Nhưng đối với Neo thì Neo vẫn thích cái cách xịt nó hơn. Cách, cách xịt nó rất, rất là nhanh luôn mọi người. Mùi thì rất là thơm. Mùi thơm, mùi vị chanh đó mọi người. Rồi, đây là thiết kế chai thủy tinh. Rất là sang và rất là đẹp luôn. Dung tích của em này 120ml xài sẽ rất là lâu bởi vì mọi người sau khi mọi người rửa mặt xong mọi người sẽ xịt lên trên da của mọi người đúng không rồi sau đó chúng ta dưỡng ẩm và chúng ta sẽ chờ cho nó ráo và chúng ta sẽ đi bước tiếp theo tiếp theo một dạng tiếp theo mà Neo muốn chia sẻ với mọi người đó là cái uh, cái em tẩy uh, tế bào chết AHA của Insta Natural 7% Lycolic Acid ha thì cái hàng này thì Neo xài uh, được hai lần rồi và Neo cảm thấy là thật sự sau hai lần sử dụng tại vì mọi người biết là AHA thì mọi người sử dụng là hai 2 hai lần một tuần là nhiều lắm rồi ha cái hàng thành phần 7 phần trăm này đối với neo nó tương đối là vừa đủ bởi vì lên trên da neo cảm thấy là có cái sự chăm chích nhẹ nhưng mà cái mùi của nó rất là dễ chịu luôn cái thành phần của nó mọi người có thể hình thấy thành phần là có gì đây chủ yếu là lactic acid nè lactic acid vitamin c và witch hazel thì khi mà lên trên da của các em này đây là dạng sample nha mọi người đây là dạng sample còn cái full size thì nó sẽ có cái khác nữa đối với neo thì neo muốn test cái thì đối với EHA thì Neo muốn dùng cái sample 30 ml này trước lên da nó như thế nào và thật sự là nó khá là ấn tượng với Neo bởi vì sau sáng ngày hôm sau thì Neo cảm thấy là da của mình nó 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 căng hơn và nó bóng hơn, đặc biệt là lỗ chân lông của mình nó được thu nhỏ hơn với cái AHA này. Mặc dù thì so với những cái AHA mà trước đây Neo hay dùng đó là của uh, CosRX hay là của Grey Beauty thì cái em này nó không bằng, nhưng mà đối với những cái bạn nào mà muốn sử dụng AHA với giá tầm trung á, mỹ phẩm của Insta Natural là dành cho giới tầm trung ha. Thì nó không có quá mắc cũng không quá rẻ thì mọi người có thể cân nhắc cái em này, Cái dạng sample 7 trăm uh, ha. Ok. Rồi, tiếp theo Neo sẽ cho mọi người xem có tiếp tục một cái tẩy tế bào chết AHA mà liều lượng mạnh hơn, nặng đô hơn, đó là 30% lycolic acid. Thì ừ, cái này là một cái à, cái này là một cái dạng là chemical peel tức là peel da hóa học nha mọi người. Thì cái chai của nó sẽ là là chai thủy tinh và như thế này cái em này thì Neo chưa có dùng bởi vì Neo đang test cái hàng kia trước cái hàng 7% trước nên là cái em này thì Neo sẽ sử dụng và cho mọi người review cái em này sao ha Thì đối với biêu da thì Neo sử dụng biêu da uh, cũng ít thôi Tại vì Neo không muốn làm quá nhiều trên da của mình Sử dụng quá nhiều axit trên da của mình uh, Để cho da của mình nó được uh, uh, không có quá yếu ha mọi người Thì trong đây mọi người có thể thấy là cái thành phần của giống y như cái hàng lúc nãy là 7% Thì cũng có vitamin C, hyaluronic acid, uh, lactic acid Thì mọi người đều thấy là nhìn chung cái sản phẩm của Insta Natural Họ đều có cho cái thành phần vitamin C làm sáng da và cái thành phần dưỡng ẩm rất là tốt là HA vào trong đó để giúp cho da của mình nó được ẩm mịn và căng bằng hơn được chưa cái sản phẩm Neo tiếp theo muốn review cho mọi người đó chính là cái sản phẩm mình ô khá là thích khi mà nó order đây à, đó chính là Age Defying and Skin Clearing Moisturizer một dạng kem dưỡng ha một dạng kem dưỡng giúp chống lão hóa và à, giúp cho da của chúng ta săn chắc hơn thì trong đây nó sẽ có chứa là vitamin C nè salicylic acid niacinamide và willow pot extract là một loại cây ha à, chiết xuất từ một loại cây thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử cái bao bì của em này thì thật ra mà nói thì cái video này không phải là bao video vi vi review chi tiết mà chỉ là bao vi video review à, chung thôi nha mọi người nên mọi người thông cảm cho nó thì đây là cái dạng cái chai của nó là một cái dạng rất là đẹp mọi người nhưng là đây là một loại nhựa cứng ha thì cái à, nó vẫn còn siêu nên là neo chưa có dùng thì à, đối với các sản phẩm của Insta Natural á thì các sản phẩm của họ thiên về các sản phẩm về thiên nhiên chiết xuất có thành phần từ thiên nhiên và đặc biệt là họ sẽ không có thử nghiệm trên động vật nên là một cái điều rất là ok khi mà neo chọn các sản phẩm neo rất là ok thứ nhất là về thực vật thứ hai là không thử nghiệm trên động vật được chưa ok tiếp theo cái sản phẩm mà neo tiếp theo muốn chia sẻ với mọi người đó chính là cái sản phẩm này cái chai rất là to organic rose water thì cái này mọi người có thể hiểu giống như là một dạng toner nó sẽ có giống như là à, cái thành phần của nó có gì đây all natural preservative free không có chất bảo quản này alcohol free không có cồn balanced, skin be Age. thì cái này đóng vai trò là gì đây cân bằng lại cái độ pH cho da khi mọi người đều biết khi mọi người rửa mặt đặc biệt là những rửa mặt những cái sản phẩm mà có quá nhiều bọt xà phòng cũng như là quá nhiều chất tẩy rửa thì nó sẽ mất đi độ pH của chúng ta đúng không mà độ pH lý tưởng thì chúng ta cân bằng lại là từ 5 cho tới 6 để cho các bước tiếp theo nó hấp thụ và dưỡng chất nó được đi sâu vào trong da của chúng ta thì cái em này sẽ làm cái vai trò đó bây giờ chúng ta sẽ xem thử cái em này nè cho mọi người xem cái hộp nè thì nãy neo có nói đó là người ta sẽ tặng cho mình thêm một cái đồi cái vòi để mà spray như thế này ha, để mà xịt phun sương như thế này, ok. Rồi còn đây là cái bao bì của em nó chai thủy tinh nha mọi người, trắng đục, rồi. thì uh, như thế này, nó giống y như cái chai mà lúc nãy Neo review cái toner của kia đây ha, Alright. rồi. Rồi uh, tiếp tục Neo sẽ review một cái sản phẩm nữa mà có thể nói là sẽ rất là dành cho những cái chị em phụ nữ nào mà đang ở cái độ tuổi mà à, lão hóa da và đặc biệt là bị cái vấn đề là nám sạm tàn nhang thì các chị có thể suy nghĩ tới cái hàng serum này có tên là Dark Spot Corrector tức là sao nó sẽ làm khắc phục và à, tiết chế là những cái à, vết thâm sạm nám của chúng ta ha đây mọi người có thể thấy là người ta nói là gì đây minimize sunspots là hạn chế và tiêu trừ đi những cái à thăm nám do mặt trời gây ra nè. Ok, công nghệ của nó sẽ có là NASA Stem Cell Technology, à uh, glycolic Gly Gly acid, niacinamide, các thành phần của nó rất là đẹp luôn. Alright. Thì cái công nghệ này NASA Stem Cell Technology Neo sẽ review khi nếu dùng cái sản phẩm này xong Neo sẽ review chi tiết cho mọi người. Mọi người chơi đón chờ xem video này nha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái bao bì của em này ha. Đây, đây là một dạng serum. Mọi người có thể thấy là tất cả các dạng serum của Insta uh, natural thì người ta đều bỏ trong chai lọ uh, tối màu như thế này để bảo quản ở cái điều kiện tốt nhất và để để bảo quản serum thì mọi người khi mà mọi người xài xong mỗi lần mọi người xài xong mọi người nên cho vào trong tủ lạnh thì nó sẽ tốt hơn để bảo quản cái serum nó được dài hơn và lâu hơn ha. Alright, rồi. Uh trong đây nó có cái, à, kèm một tờ giấy hướng dẫn nữa rồi neo vừa mới chia sẻ xong một cái quyên có thể nói là một cái trọn bộ về à, tương đối đầy đủ về các sản phẩm của insta natural thì insta natural nó còn rất là nhiều cái sản phẩm khác nữa mọi người ví dụ như vitamin c nè niacinamide nè rồi à, à, rất là nhiều cái sản phẩm mà nói chung là chuyên biệt về chống lão hóa hơn là 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 điều trị nha mọi người dưỡng da và chống lão hóa đây chính là hai cái mục tiêu hay cái concept mà cái sản hãng insta natural này nếu mọi người lên shopee mọi người sệt mọi người sẽ thấy là cái insta natural này cũng được bán khá là nhiều trên shopee nhưng mà đối với dân việt nam mình thì vẫn chưa có phổ biến cho lắm và hy vọng là trong tương lai với cái điều video này mọi người sẽ biết thêm một cái thương hiệu này thêm nữa ha rồi à À, video cũng đây đến đây là xin tạm dừng ha. Rất cảm ơn mọi người nếu mọi người thấy video hữu ích cũng như là chia sẻ hữu ích thì mọi người có thể nhấn nút like để ủng hộ kênh của Neo cho Neo có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người và mọi người có thắc mắc hay câu hỏi gì đó mọi người có thể để lại phần comment ở dưới phần bình luận để Neo có thể trả lời cho mọi người sớm nhất trong thời gian có thể ha. Ok, à, rất cảm ơn mọi người. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người có buổi chiều vui vẻ. Bye bye.